Có chân rồi đang kỹ. Con rắn nào đu đu thôi. Sao nó mọc hết cái này vậy? Đây nè cái cây chanh nè. Đó, cắt nguyên cây chanh đây. Rồi, em hái được con đống lá dứa. Em rửa cái nha. Nó đang rửa ra luôn, hai xuống dưới. Hoa xuống dưới cho có đường. Trời ơi, cây này tốt ghê luôn anh. Lá cẩm lá cẩm đây để lấy màu lá cẩm, còn bên đó là lá dứa. Lá dứa cho nó thơm hay lấy màu em? Màu xanh mà nó cũng thơm đó. Quậy màu cà phê hả con? Đây là nước cốt. Nước cốt dừa. Còn bên đây là sữa. Sữa ông thọ.
này nấu lá cẩm lên cho ra màu, nấu khỏi ra màu lá cẩm. Cắt lá dứa để xay lấy màu lá dứa. Đổ vô một chút nước ha. Mẹ cho con lá cẩm dư đi. Ủa lá dứa vô rồi thơm mà. Đó miếng nước bỏ vô. Nó còn lại nước. Ê nước kia, nước uống. Này bỏ lên máy xay sinh tố xay. Này, xay xong lá dứa rồi, chút đổ vào tô. Đây lá cẩm nó cũng ra màu rồi, màu lá cẩm. Sau này nó màu lá cẩm. Trời, màu lá cẩm mình thấy đỏ dữ, màu tím mà màu đỏ dữ. Này tôi lá dứa mới xay xong. Để cho nó lắng xuống con làm gì vô? Cứ quậy lên để cho nó lắng xuống mà nó lấy lớp dưới mà.
Này có mùi gì đâu mà thấy. Cái này là đã cẩm nấu ra rồi. Còn cái này là gì em? Này là rau câu hồi chiều ngâm đó hả? Này là rau câu ngâm từ chiều tới giờ. Vậy là mọi thứ đã sẵn sàng. Giờ bắt đầu ta bắt nồi lên để nấu. Thì mình bắt cái nồi này nước không hả em? Nước không, ủa mẹ, ừ. Đây hơn nữa nồi nước. Cái đó là 3 lít nước, 4 lít nước. Này công thức là 4 lít nước. Chỉ bao nhiêu rau câu? Một bịch lớn, một bịch nhỏ. Một bịch lớn, một bịch nhỏ rau câu. Giờ mình để đây chậm chờ nó sôi lên này. Quay lại các thành phần để chuẩn bị làm rau câu. Bắt đầu đổ rau câu vào. Nửa tiếng sau nó mới đặt. Giờ nấu cả nửa tiếng rồi ha. Đây là bốn màu để đổ rau câu: màu cà phê sữa, màu lá dứa, màu lá cẩm, này màu sữa, đó là nước cốt dừa. Sôi nhiều rồi, giờ mình đổ đường vô. Để em còn thử ra nó còn lại bao nhiêu. Này là phải nhiêu đường mới đủ hả? 800 gram đường. Tám trăm gram đường cho 4 lít nước hả? Đổ đường như vậy nấu bao lâu nữa là mới đổ ra khuôn cho nó sôi lại. Lát mình múc con tí ra ngoài mình thử nó thấy nó cứng, thích ăn cứng thì để cho nó cứng, còn nó mềm thì đổ sớm chút thôi. Bỏ đường vô cái nó đổi màu luôn rồi. Quậy gì là không hỏi dưới đít nó bị đóng nó dưới đó. Nó nặng quá nó đóng. Tới lúc đặt nó đóng nhiều hơn không? Sôi thích con nào thì thấy con đó đẹp hơn, thích con.
Con siêu thần rớt trường này. Lúc đó cụ đây đâu? Không được. Út tệ lắm, mẹ không tin tưởng út. Nhìn cái khu này đẹp quá nè. Được khuôn hình trái tim tất nha. Lớp đầu tiên này là lớp màu lá cẩm. Còn ngủ chưa? Dạ chưa. Màu cà phê. Cà phê đẹp quá. Thằng phái màu cà phê.
cứng cứng này bắt đầu đổ màu khác lên. Này màu gì với màu gì vậy? Màu nước cốt ha. Chất che nó đặc quá, ngày mai nó bị chốc. Làm không kịp. Này cũng không được đặc quá, đặc ra bị chốc. Hơi hơi vừa khô cái mặt cái em mới đổ cái màu khác ha. Quạt đi nghe quạt nó quạt. Cái lớp màu cà phê. Cà phê tốt bỏ vậy.
Nãy giờ được 3 màu rồi. Còn màu nữa là đầy ha. Hết màu. Ủa cái này là pha là ha mẹ. Đẹp quá vậy. Đây. Cháu bỏ nha. Cái này hình bông hoa kìa. Cung tên bông hoa. Rồi, tem màu lá dứa ra. Cái mẻ nó quậy. Quậy màu lá dứa. Màu xanh vô mẹ. Thấy có mấy màu gì sao. Con nhiễm màu xanh vô con nghe nha. Nhớ mảnh xúc. Mảnh xúc. Cho nó lúng xuống luôn. Cho nó trộn màu vậy. Lúng luôn nè. Mảnh nè. Con làm sao mà con cho nó ra màu đẹp á. Con gì có dồn cục. Trên con dội xuống đó, con đừng có tát kìa. Đặt hàng rau câu luôn rồi nè. Chảo đó.
Chẳng có theo đó con. Sắp hết rồi, còn con miếng nè. Còn hết. Thôi đừng khiêu nó, đừng khiêu nó. Được rồi. Xấu à. Kể nó. Vậy cho nó đẹp á, con khiêu tùm lum nhìn nó rất đẹp. Để màu lá dứa còn nhiều quá kìa, hai màu đó còn nhiều quá nè, lá dứa lá cảnh nè. Con thích màu lá dứa. Màu lá dứa nhìn đẹp ha. Dạ. Màu lá dứa màu lá cảnh chắc dư nhiều lắm quá. Cái này nhiều gì mà cà phê ha. Đẹp á, cái hình nó đẹp á mẹ. Trái tim. Trái tim. Trái tim bự. Con này bên đây là nguyên một dĩ trái tim nhỏ. Hay không? Hả? Chế bên đây không? Con muốn chế thì con chế đi. Con muốn cắm vô đây coi. Con đừng quậy quá Út, hồi nó có khi nào nó không đặt luôn không? Không, nó đặt mà nó từ lưa mà không hết trống mà lại nhận Út. Vẽ hình đi. Thôi đừng vẽ nó. Vẽ đi. Trái tim kìa. Thôi trái tim đẹp quá à. Đừng ai phá cái trái tim nữa nha. Nhưng mà hình như có mình phá à. Không có trái tim kìa. Đây nè mẹ. Dạ. Lung tung quá. Con lắc lên nó đi từ lưa hết. Là được rồi, đừng đụng nó này đấy. Dạ. Mẹ ơi, chế cho con đỏ đó luôn đi. Cái đỏ này nó không có khô. Cái đỏ này nó đang khô quá. Mắt quạt ấy. Này đẹp rồi.
con nào lại cứng rồi nè. Đang thấy màu trắng nhiều quá hả? Màu trắng nhiều lắm kéo. Ừ. Màu trắng ngon. Này hết nè mẹ. Cho màu xanh vô. Giờ cái này nó tùm lum màu luôn. Mẹ ơi cho màu cà phê vô đây đi. Mượn cái đũa đi. Quá nhiều quá có sao không? Để cho nó đặc đặc đấy con. Dứt màu ha. Dạ. Dứt da nó cho khô. Khô rồi nè. Con đừng kéo nữa. Kéo nó coi. Ủa sao nãy lưng dữ Út? Ủa giờ khởi ra luôn hay gì vậy? Nghĩ rồi ăn. Quá đẹp. Rồi. Ăn hả? Con ăn đi. Ăn đi, nhiều mà. Đặt mau quá ha, ở đây. Vậy đâu cần để lâu, để cứng cứng là khởi nó ra được rồi. Tại cái này nó nhỏ. Chứ mấy cái kia nó bự. Thôi, để nó đi, con ăn. Con ăn. Mấy cái bông đẹp nữa. Con mẹ không có nấu ngọt đâu. Ăn cái đi yêu. Thôi, nhưng mà không ăn. Ngán hay sao không ăn?
Đẹp ghê không? Quá màu bông đẹp kìa. Khử ra đưa Út khử ra chắc nó té tua luôn quá. Ê mẹ, cho con khử cái mẹ. Bà giám sĩ còn cái con. Túi cho Út khử thử coi Út khử ra được không? Đâu? Trời ơi, Út khử cũng được kìa. Có bị hư không? Có ghẻ không? Khởi có ghẻ. Thôi khởi ra rồi ăn luôn đi. Khởi miệng luôn đi. Hồi đến đang ngủ. Ngon không Út? Con thử cái đầu tiên ngon không? Ngon. Ngọt dữ không? Ngon quá. Công sức nãy giờ làm mới gấp hết chưa hết là gỡ ra được. Rồi vậy đi. Thôi này để mai đi chứ. Sáng gỡ ra cho nó chắc cú. Giờ đâu gấp gấp khui ra làm gì. Nè bỏ hộp chứ. Rồi nó lại thành cốc. Mấy người đẹp nào. Có cái nào đầy không hết bỏ vô củi nha. Củi cũng đâu còn gì đâu mà rẻ. Hả? Lỡ coi. Lỡ coi. Ê đừng có đụng có. Trời ơi, quá trời luôn. Nhiều con quá. Còn mấy này đẹp lắm luôn á. Tại mẹ chưa củi thôi. Mấy cái tim này dữ luôn. Đẹp dữ sợ. Để mình thử cái này. Rồi, trời ơi sao nó thành như vậy. Không biết ở đâu nó làm sao. Thôi kệ nó đi. Đây, còn chim nữa. Sơn thủy nè, quá trời luôn. Cái này nó như nó quậy nè, nó quậy tanh tanh luôn nè. Mình tắt ra cái này, còn mắt.
không hết. Đây là sơn thị của người ông gì mà tán lãng tàn lan mà, nhưng mà nó ra cũng đẹp. Trông ngon quá. Thử một cái. Thử đi em. Sao? Còn cái này là anh để nguyên. Mình không biết sao nữa. Nếu có cái cà phê không? Nha, không ăn. Quá ngọt. Không có quá ngọt quá. Ngọt dừa. Béo, không là béo. Nhưng Úc Nguyên nó béo phải rồi. Nước cốt nhiều. Nước cốt sữa. Cái sao béo rồi? Cái cốt với sữa. Ngon quá, làm miếng nè. Quá sớm là ta làm một cái. Cái này mình để nguyên đi, mình không lấy ra. Còn cái nào nữa không? Phát hở không? Có cái tim nè. Cái tim nó giống như vậy thôi mà em không có xẻ ra. Tim để nguyên luôn. Tim nó để nguyên, em để vô trong đây. Để xong rồi phải không? Xong rồi. Gần như 2